Xin chào các bạn. Hôm nay trên bàn của mình là một trong những sản phẩm rất là hot, được các anh Tây dùng rất là nhiều. Đây là cây lanh nách nước hoa, hay còn gọi là Doran Stick các bạn ha. Đây là một cây lanh nách mà các hãng nước hoa sản xuất trùng với lại mùi nước hoa của hãng. Ví dụ như ở đây là Versace Pure Homme Diamond Blue, thì cái mùi của cái cây lan này nó sẽ giống với mùi của chai nước hoa Diamond Blue các bạn ha. Đây, mình sẽ quay một vòng cho bạn coi. Đây là hàng nguyên siêu các bạn ha. Đó, hiện tại giá bên mình cây này ra khoảng tầm 600 các bạn ha. Từ 5 đến 600 tùy thời điểm các bạn. Đợt này hàng hiếm thì nó sẽ mắc, khi nào hàng về nhiều thì nó sẽ hạ xuống các bạn ha. Đó, các bạn có thể thấy đây. Đây là hạn sử dụng trong vòng 12 tháng, mình xin lỗi. Mã vạch. Đó, hàng made in Italy các bạn ha. Mặc dù hãng khuyến cáo là dùng tốt nhất trong vòng 12 tháng, nhưng mà thật ra đây mình đã dùng cái dòng này. Nên đây là dòng Pure Homme các bạn ha. Đây là dòng Diamond Blue. Thì thật ra nó cũng giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau cái mùi thôi. Thì mình đã dùng cái chai cái cây lan này tới được khoảng 4-5 năm rồi các bạn. Tại vì cái dùng này mình có rất là nhiều ha. Mình có đến hơn 10 cái cây lan này để mình dùng lận. Thì mình cũng giống như nước hoa rồi các bạn. Tức là mình dùng nhiều mùi, mình sẽ cảm thấy nó thích hơn là dùng có một mùi. Thì mình có gần chục cây này. Mình xài khá là nhiều. Đây, nó là dạng sáp các bạn ha. Đó, mình bảo các bạn coi. Đó, nó là dạng sáp. Đó, mặc dù mình xài một tuần chắc mình xài được khoảng một lần. Tại vì 10 cây mà các bạn, cứ mỗi cây mình xài một ngày á, thì nó cũng rất là lâu hết ha. Còn đó, mùi rất là thơm nha các bạn. Thì chai nước hoa mùi như thế nào thì cây lan nách này mùi nó sẽ cũng y như vậy các bạn. Đó, mùi rất là thơm. Và đặc biệt nó là hàng chính hãng, hàng sáp, dạng sáp, nên khi mà chúng ta xoa lên nách ha, nó sẽ không bị tiết mồ hôi, mùi rất là thơm các bạn. Và nếu mà dùng cái này thường xuyên thì gần như là cái bệnh gọi là hơi nhạy cảm xíu là hôi nách thì chắc chắn là không còn, và mùi rất là thơm nha các bạn. Thậm chí có một số người là không cần dùng nước hoa luôn, người ta chỉ cần dùng cái này thôi, nó đã cũng đã tỏa khá khá rồi đó, tỏa mùi cũng khá khá đó, chứ không đến nỗi tệ đâu. Đó, mặc dù là cây lan nách. Thì đây là một trong những sản phẩm cũng nên có trong bộ sưu tập của các anh. Cùng với nước hoa, phụ nữ thì có lotion, còn nam mình thì chắc chắn là các anh không xài lotion rồi, thì chúng ta xài cây lan nách này rất là ok các bạn. Đó, nó ngăn mồ hôi ở dưới hai tay, hai cánh tay chúng ta. Mùi hương rất là dễ chịu, dạng sáp, khi chúng ta thoa lên không có cảm giác bị nhớp giống như các cái cây lan nách mà giá rẻ hơn 50-100 ở Việt Nam. Với cái dòng này xài rất là đã các bạn ha. Nếu mà tính ra chi phí nó khoảng tầm từ 5-600, chúng ta xài được hơn 1 năm, tức là mỗi tháng chúng ta mất khoảng có 100.000 à. Đó. Còn nếu bạn nào xài nhiều, xài hàng ngày thì có thể nó sẽ hết nhanh hơn. Nhưng mà theo mình nghĩ nó cũng phải xài từ tầm 1 năm trở lên nha các bạn. Mình có hơn 10 cây này và mình xài 5 năm rồi. Mỗi ngày một mùi các bạn. Đó, mình có rất là nhiều hãng ha. Từ Versace, CK. Versace này thì mắc. Các bạn có thể nếu mà không muốn dùng Versace và muốn tiết kiệm chi phí kinh tế thì chúng ta có thể mua những dòng rẻ hơn như là CK, cũng rất là thơm, mùi nhẹ, thanh mát. Đó. Rồi. Đây là cây này mình chuẩn bị giao cho khách. Trước khi giao thì mình cũng quay lại để các bạn coi. Còn cây là mình đang xài. Từ mình mua cách đây khoảng 4-5 năm rồi các bạn. Đó. Mùi rất là thơm nha các bạn. Mình nhấn mạnh lại ha. Chai nước hoa mùi như thế nào thì cây lan nách của hãng làm thì mùi sẽ y như vậy. Đó. 75ml các bạn ha. Đó. Đóng gói rất là cẩn thận các bạn. Rồi, bên mình thì chuyên về đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn những cái hình ảnh
những cái video về các sản phẩm như vậy để các bạn có những cái nhìn đầu tiên trước khi mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.